Dạ, Thái xin mến chào quý bà con, cô chú anh chị và các bạn. Thái xin mến chúc quý bà con, cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, hôm nay thì được đây anh Lộc dắt đi cắt một cái vườn mít nha cô chú anh chị. Thì vườn mít này là vườn mít Thái, là để trái quanh năm luôn. Dạ, có điện thoại luôn kìa. Là tất nhiên là ăn đều quanh năm luôn cô chú anh chị. Mà hãy mà có trái là chủ vườn là hết hồn trời. Chủ vườn liền liền với xuồng là hết hồn. Dạ là chị để là ăn quanh năm luôn hả chị? Dạ. À, là tất nhiên là bữa cắt cỡ nào không có. Hãy là có trái là mình để, có trái là mình dạ. để 7 ngày cắt lần, 7 ngày cắt lần. À, ít nhiều vậy thôi. Dạ. Nhưng mà thường thường là mít mình là trái là nó cỡ vậy đó hả chị? Giá nào mình cũng trúng giá hết đó không? Dạ. Dạ. Thì do mình để nhiều quá cô chú anh chị, để quanh năm á cho nên là cái mít nó cũng hơi bị như là nó nhiều thì nó phải chia ra trái, nó chia ra nhỏ chứ không có được như là mình để một hai trái nha cô chú anh chị. Nhưng mà được cái là chỉ là ăn quanh năm luôn. Đó. Thì trái mít này là nó già rồi. Đây. Thì tháng này á cô chú anh chị thì nó cũng mít mà người ta để nghịch mùa thì nó cũng đứt vụ rồi. Cho nên là mít này á thì hiện giờ giá cả nó cũng hơi bấp bênh nha cô chú anh chị. Rồi sẵn đó hôm nay có Lộc, anh Lộc chào quý khán giả đi Lộc. Lộc cho phép may mắn cái này á. Lộc giới thiệu cho quý khán giả biết là bữa nay là giá mít của mình như thế nào rồi anh Lộc. Mít này là mít dạ, mít Thái. Này 14.000. 14.000 bữa nay là ngày mấy? Bữa nay ha. Ngày mấy không nhớ ngày mấy luôn. Tây 22 tây. Bữa nay là 22 tây nghe cô chú anh chị. 24 mình phải không? Đúng rồi. 14 mình. Hai mình phải không? 22 tây tháng 4 năm 2024 là giá mít. Bữa nay là 14.000 mít nhất. Cắt mít B. Mít B. Bây giờ B chứ không có nhất gì như hồi xưa nữa hả? B lấy giờ lấy B mà. Lấy B không? Không lấy A. Vậy hả? Giữa A với B nó khác nhau chỗ nào? A là nó nhất. A lúc là... trước nó A là nhất, còn giờ có giữa kêu B là nhất rồi. Vậy đó hả? B rồi C, D, E. Thôi cái này nói chung ra là chuyên môn bên mít đó, mình không hiểu nghe bà con cô bác. Thì bây giờ là B là 14.000. Tiếp tục là còn những thứ gì nữa? Nhì là B nhì đó hả? B nhì. À B nhì. B nhì rồi C1. B nhì là bữa nay nhiêu rồi? B nhì dưới sao bán không có B nhì. Vậy hả? không có B nhì rồi C1. C1 này lấy 7 đi. 7.000 hả? 7.000. Thôi bữa nay là mít nó sụt lắm mà cô chú. So với lúc trước thì 30 mấy ngàn một ký. Thì bà con nhà vườn rất là mê, đam mê về cây mít luôn. Là ở trong vườn tối ngày luôn. Nhưng mà mít này nếu như mà giá này vậy mình cũng ở trong vườn tối ngày luôn hả chị? Đúng rồi, anh chỉ là tối ngày trong vườn luôn mà. Tối ngày trong vườn luôn. Mà dạ, cái thu nhập của ảnh là lay gai hoài vậy. Không dứt tiền. Từng nào cũng có hả chị? Từng nào cũng có tiền. À, một tuần trung bình mình lấy khoảng 2-3 triệu gì không? Không ít, có đạt cũng 2 mấy triệu hết mà. Ồ. Ừ. Cái này nhất có đạt 10 mấy triệu. Có nhiều không? Dữ vậy đó hả? Ừ, cả không giá là mấy hả? Ồ. Mấy 20 bình thường. Có khi 7-8 triệu mấy. Mà từng nào cũng lấy hết. Từng nào cũng có. Thứ gì cho nổi trời. Cái này giá nhỏ, giá không có, giờ là mình chịu thua. Cái vườn mình là khoảng bao nhiêu cây vậy chị? Trồng cái này cũng 1.000 cây. Ồ, 1.000 cây. Mà nó chết cũng hết mấy chục rồi. Trồng lại bên trước. Dạ đúng rồi, thì cái mít này thì nó bị hao thì mình nhét lại, hao thì nhét lại ăn hoài đó bà con cô bác. Dạ. Rồi bây giờ mình đi cắt được chưa? Rồi đi. Rồi bây giờ mình đi cắt đi ơi. Ha. À. Anh ngại. anh ngại. Đây nghe cô chú anh chị. Nó nhỏ nhưng mà cái màu thấy đẹp quá anh Lộc. Cái màu này nó khác hơn màu kia phải không? Cái kia là đỏ liền, cái này vàng. Cái này vàng nha. Khác liền. Đó, cả 1.000 cây luôn đó bà con cô bác ơi. Đây, của anh là cây này là gai hoài vậy đó. Bao nhiêu là chừa hết nè. 2 4 5 trái. 5 6 vừa em về em cũng hết nhớ. Quá nhiều hết nhớ rồi. Lúc có giá nó ba cũng cử sao mà cử sao đó. Ồ mini. Mini gì là lấy hết luôn á anh Lộc? Lấy hết luôn á mini. Cầu trên 4kg mình vô hàng D. Trên 4kg là vô hàng D. Có tới D luôn đó hả? D. A, B, C, D luôn nha bà con. E nữa. Thì đây, những trái mít như thế này đây. Nào tới giờ nhưng mình mà cũng, chọn xíu mình nữa cũng thấy những trái mít như thế này là mới thấy luôn đó.
thì đi mỗi một vườn thì nó khác nhau nha bà con cô chú, nhưng mà là vẫn lấy hết. Nhưng mà anh Lộc là sao anh cũng lấy hết, trừ sơ đen thôi. Cái vườn mình có khi nào bị sơ đen không vậy? Có nhưng mà ít. Có mà ít ha. Dạ, lúc trước là cái vườn mít của em làm cắt 20 trái là 10 trái sơ đen đó. Ổng cắt 7 9 trái trước là dính 9 trái sơ đen, là em kêu trời không em nói rồi vậy. Dạ. Mùa mưa mới sơ đen ha, còn mùa này ít ha. Đếm bọc lấy tiền nghe cô chú anh chị. Cái này cơ hổm. Đếm bọc lấy tiền. Cơ hổm mít bì mấy chị ba nhớ không? Cỡ mắt á. Mắc cả cỡ hổm tiền gì. Hổm tôi tính là cái đợt trước là 24 triệu mấy đó, đợt sau là 12 triệu mấy. Vậy ha. Dạ. Đợt là 9 triệu mấy rồi, đợt mấy tôi tính là năm đợt là cũng 56 triệu mấy triệu mấy. Vậy đó. Vậy là mình cắt là năm đợt là ngay gan cái đợt nghịch vụ quá ha chị. Dạ. Là ngay gan cái đợt. Có 2 đợt rồi. Dạ. Đây chị để nè bà con cô bác. 1 2 3 4 5 trái cây mít bia lớn trái. Quá xa trái. Siêu trái. Siêu trái. Bởi vậy có lái cắt sao cũng lấy hết, là cho nên là mình cứ để không sao hết. Trong người cỡ mắt này nó dễ. Có mắt này dễ ha. Còn cái cỡ mà hình như là từng nào mình vô mình lựa cũng có hết hay sao anh? Từng nào cắt cũng có mít. Từng nào cũng ngay ngày này là vô lựa đó hả chị? 2 tấn trên này. 2 tấn mấy hả? Trời ơi. Ôi trái này bị thua màu rồi. Thử để đây. Thua màu. Thơm ha. Thơm. Thui chị anh, thui xuống. Chín rồi nè. Mịn rồi nè. Thui rồi. Thơm, thơm. Thơm phức luôn. Lăn bỏ luôn hả? Không, để đây, để đi. Tất nhiên là vô sâu xíu nữa là mình phải liện xuống sông ha. Dạ. Đất mình đây vô sâu không chị? Vậy ha. Dạ. Tới dưới đất luôn rồi kìa. Liên vậy luôn đó hả? Dạ. Dạ. Hai lấy bên đó mình quăng qua bên đây quăng lại. Dạ. Khỏe để xem. Mà bà con bà hỏi tại sao anh phải lăn xuống dưới nè anh Lộc, anh không cắt anh quăng được không mà anh cắt rồi vô rồi nhiễm trùng trái mít rồi sao? Đâu có, mình giạt nó ịnh trên muối rồi nhậm gì. Yeah. không có nhiễm trùng mít phải không? Không. Cái nước khô vô nè. Dạ, nước đẹp luôn á. Cái mít bên đó anh đang gờ gờ là 6 trái đó bà con cô bác. Cỡ nào chị cũng để rồi đó. Trên đây. Thì mỗi một cái vườn mít đó cô chú anh chị nó chín khác với nhau, cho nên là ảnh phải thẻo màu, ảnh phải thẻo ra một cái màu nhỏ như vậy đó để coi nó có chín hay không, đặng mình biết mình cắt những trái tiếp theo. Bà con cô chú thì như lúc nãy thì thấy cũng có chia sẻ là ảnh cắt cái vườn mít bên kia cô chú anh chị là nó cũng có bị một số trái nó bị yếu màu á. Bên đây bên kia của mình luôn hả chị? Không, ở đây ở trên kia kìa. Mốt kia ha. Lên kia, cắt bên kia. Mốt mới lên trên kia ha. Thúi hay gì? Thúi. Thúi hả? Cái này. Thúi hả chín? Chín. Chín hả? Nó thơm rồi á. Nào đó đựng bán rồi thì cho bà chị. Cho bà chị làm gì? Muối bà bán. Bà bán muối ha. Dạ. Yeah. Bởi vì cái trái mít mà mình mua nguyên trái nó ăn khác với những cái trái mà lễ muối là chỗ đó đó bà con cô bác. Phải không? Đúng rồi. Bởi vậy. Muối là bởi vậy bà con cô bác nhiều người nói sao mà ta lễ ra nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn là mua nguyên trái nữa. Dạ rồi đó, nó ăn mình nữa. Dạ. Nó khác nhau cái chỗ đó đó nha. Hôm nay đi vườn mới biết đó. Từ 1 2 3 4 5 đùm. Dạ. Dạ. Trái nào? Đây, 2 4 6. 2 4 6. Nó mít mà có giá thì đường nào cũng lụm hết. Đường nào cũng lụm hết. Không có đường nào phản hết. Lộc ơi, chụp tấm hình chỗ này cái coi. Đẹp ra. Hình được luôn hả? Chị ơi. Thấy không? Đẹp ra. Đó.
trái này 3, 4, 5, 6 trái. Cái mít trái đây ghê trái rồi, à, 6 trái luôn từ trên xuống dưới. Cái này nó có một trái mà cái gì nó bự ha. À, vậy mít này mà để một trái cũng lớn lắm cô chú anh chị, để một hai trái lớn. Dạ. Không, nhưng mà em thấy mình để 2-3 trái vậy nó đúng hơn. Nó gãy trái này mình còn trái khác. Không, mình để một trái luôn. Vậy. Đằng này còn một nó hao trái. Dạ. Trái nhiều. Còn mà mình để một trái thì thua. Ừ, bởi vậy lấy gì ăn. Nó cũng khổ cái chỗ đó đó. Dạ. 3-4 trái ha. Cũng vừa vẫn không ha. Dạ. Cái đường mương này là hùng hai bên hả? Không, nửa bên này của thì hùng hai bên đó. Trái đó bự á. Đã không? Để anh Lộc anh dục hết nổi rồi mình dục tiếp nữa bà con cô bác. Nhưng mà mít này thì nó hơi nhỏ trái hơn. Không có nhiều quần lụ đạn được. Một cái gì hết. Ừ. Xong rồi. Đạt anh chắc nó ít gỗ, đạt nhiều gỗ nhiều chứ không hả? Dạ. Đợt này nó mít vườn này sao nghiệp sát quá, nghiệp sát à. Mới thịt bông bữa nay đó. Nghiệp sát, kiến. Có kiến là có nghiệp sát. Tới chưa? Cái này màu được rồi. Hả? Mít này màu lấy hàng C được. Lấy C hả? Cái này để đi vài bữa nay em tranh thủ em cắt cho chị trước 30 tháng 4 cử. Ừ. Như ngắn ngày lại đó. Chứ không thôi để vô 30 tháng 4 nữa gãy ghề. Trái. Mới chạy nước sáng nè. Thấy hàm không? Chạy tới chơi tôi mà cỏ nằm mà buông cái đó. Dạ. Mạng có cái xịt là sợn trái ha. Dạ. Cái này bỏ lại. Thì mỗi một người có một cái kỹ thuật mằn nha cô chú anh chị. Nhưng mà thường thường nó mít nó đang có trái á, ít có ai xịt lắm. Nó sẽ bị sợn. Dạ. Dạ. Nó không lớn nha chị. Nó sợn cái mít, nó sợn muối nó bỏ lại. Nó bỏ lại luôn hả? Chứ không phải là không lấy hả? Ừ. Sao mà ông lấy tặng máy mà lấy uống trong cái lô chặt xong á, chặt hoài bỏ là mình thấy cái mít sượng là mình biết luôn ha Lộc. Cái muối mình giặt ra, giặt ra mình nhìn muối mình biết hả? Ừ. Dạ thì cũng lý do đó nữa đó cô chú anh chị, cho nên là mình phải giặt mặt nha cô chú anh chị. Dạ. Bởi vì khi mà mình chia sẻ lúc trước á thì cũng như hỏi anh ba đó, là anh nói thứ nhất là màu, thứ hai là sơ đen, nhưng mà nó còn một cái là ngặt hơn nữa là nó sẽ bị là sụn muối. Sụn muối là sẽ thuốc cỏ, là sụn muối là cũng không lấy luôn anh Lộc. Sụn muối là không lấy luôn đó bà con. Dạ. Để ổng đang nói chuyện với gậy, để ổng nói chuyện với gậy ổng xíu. Nói chuyện với vậy nó nhỏ nhỏ không ai người ta nghe. Dạ. Hai bên đây bên nào cũng để. Hình như là cái hệ thống nước bên đây với bên đó giống không chị? À, đi hệ thống nước giống. Cái này là mình đi nhà hay là mình mướn ta đi? Mình đi nhà. Đi nhà luôn á ha. Dạ. Mấy cái hệ thống nước này nó có bằng nó. Nó dạ. Cho nó bằng lan hết rồi. Dạ. Thì nó cũng bên đó cũng để vụ mạch đó ha. Ngang đó, mình dùng là 5-6. Dạ. Cắt 5-6 dao, 5-6 đợt. Dạ. Chứ mình để cây với 1 cái 2 trái là nó hư là tứ là tứ phúng vậy đó bà con cô bác. Cũng là nó cắt cảnh của 4 chủ. 4-5 chủ nữa ha. Thì anh Lộc ở đây thì anh cắt nhiều so với các lái khác bà con cô bác. Nó mà sao mà bà con cô bác lên clip coi thì cũng chửi anh Lộc quá trời quá sao. Người ta cũng kêu anh Lộc cắt là kỳ trời. Nổ hả? Bị chửi nhiều mới được kêu quá sao Lộc? Bị chửi nhiều mới được kêu quá sao? Ăn tôi mình sao? Tùy theo cái thời điểm. Vậy ha. Anh ba anh hai cái máy Tết rồi. Anh ba bán ngày mừng năm nay hả anh Lộc? Từ ngày có mít tới giờ luôn á. Năm nay à. Có mít năm nay hả?
Mà như như mấy trái này nè. Bán giỏng 2 năm mấy. Nhưng trái này này dạng như ăn chợ ha. À. Cái này xuống dưới bán ví dụ như 4.000 ở đây ông lẽ ông mua nhiêu vậy? À. Mua 3.000. À. 3.000 là cái phí mà cái phí mình vận chuyển nữa là nó hơn cái 3.000 nữa. À. Nhưng mà hôm nay mình phải vẫn mua. À. Có nhỏ có lớn vậy đó. Bà con cũng hiểu ha. Bởi vì cái nghề phải có cái nghiệp. Có nhỏ có lớn, có trước có sau. Bán chỉ có hàng e thôi. Dạ. Đó qua ổng vớt vậy đó. Còn vô sao mà ổng vớt, ổng không bơi trên xuồng, ổng vớt như người ta mà ổng lội nước không mà tại. Em ơi. Nghiêng nghiêng nước hả? 10k nó nhà heo à. Ờ. Vớt vậy đó. À, tất nhiên là phải loại vậy đó hả? Leo lên ngồi bơi. Đầy xuồng mới leo lên ngồi. Dạ. À. Người ta thì ngồi trên xuồng người ta vớt. Còn ảnh thì ảnh đi dưới nước anh vớt rồi bà con cô bác. Đó, trái nó nổi bèo hết luôn rồi. Gom lại là trái nó bèo luôn. Dạ. Dạ. Mình đi mình không quen mình té ha. Mình cái mặt. Vậy là bên cái hàng bự bên đó là của người ta. À, cái ganh ngay chính giữa ha. Súng nhau trồng mít hết cũng vui ha. Bên bản anh, bên bản là... Ôi, chín luôn rồi hả? Này nó màu. Hư màu hả? Mấy cái này nè, nếu mà nó chưa tới cũng phải cắt. À, chưa tới cũng phải... Chợ phải không? Còn ấy để bữa, hay bữa sau cuối hết. Cuối hết là hết luôn hả? Cuối hết là chợ. Này hồi đấy, cái gì đó. Còn này. Có trái bự đó bà con, có trái bự mà nó bị hay bị thú màu, trái nhỏ thì nó thú màu. Cả ngàn gốc luôn rồi dữ lắm đó nha. Vậy là cái vườn này là mình quanh năm mình cắt hoài vậy luôn đó hả Lộc? Vườn này của anh ba là quanh năm luôn. Trái nè bà con cô bác. Đó. Nhưng mà chừa là một số thôi chứ mình đâu có lấy hết hả chị? Dạ. Em út được rồi, em nhỏ tuổi chị nhiều lắm. Em nhỏ tuổi hơn anh Lộc nữa mà. Đây nè. Chưa. Chưa hả? Nó bị lỗ vậy mà không cắt ra. Cái này là lai gai hoài. Lai gai hoài, ăn hoài luôn đó ha. Nhưng mà anh cũng tứ can nha. Tứ can đây luôn đó hả? Ai cũng xài can chứ. Trời ơi, trái nè bà con cô bác. 2, 4, 5 trái. Cây này 5 trái nha. Tiếp đến cây này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trái. Tổng cộng 4 trái trên, 4 trái dưới. Trời ơi, quá trời để trái à. Đây một chùm. Chùm này khủng khiếp nữa. 2, 4, 5 trái. Mà thường thường thì để nhiều thì trái nó không bự nha bà con cô bác. Đây là 3 trái, cái chùm này là 4 trái mà nãy anh Lộc anh đi ngang, anh cắt một trái à. À. Wow, xà trái luôn. Bích là có xài nữa nè. Xài này của mình chặt bỏ hay vậy chạy? Của người ta ha. À, cái cành cà tròn đã ha, miếng đắt. Vậy đó hả? À. Sao vậy ơi nè. 2, 4, 6, 8, 8 trái nữa. 5. Để trên này luôn nè. Nãy giờ có trái nào xe đen không? Chỉ không à. Gặp mà có giá rồi. Có nhiều tiền lắm. Có giá là cây mít này là lấy tiền triệu đó hả? Ừ. Hai trái mà gần triệu đó. Ồ, nữa kìa. Ông nội. Trái cũng đạt mít nhất nữa hả? Cũng đạt luôn ha. Vậy là mình để nhiều quá có khi nào mà nó bị chết cây không chị? Cây nào nó chết thì nó chết rồi chứ không phải để nhiều mới chết rồi. Vậy ha. Ừ, nó mất chết thì nó chết. Nó mất chết là nó chết rồi hả? Mày chết là tao bỏ mày, tao trồng thằng khác rồi hả? Dạ. Trời ơi. Cưa bỏ cái mình trồng khác. Mà em thấy hình như là cái cặp mé bên hông này nó trái nhiều quá chị. Dạ. Nè. Đây là đẳng nè. Trời ơi coi nè. Nó cái vách này trái kinh khủng cái trái không? Đó, từ cây này cho đến cây đằng đó. 8 trái nè. Đó. 4 trái nè. Cây này là để một cuốn 2 trái luôn nữa nè. Trời ơi. Mua của ông ta ha. Chỉ vàng bây giờ không mấy trăm. Vậy đó ha. Hồi đó mua có 5 chỉ rồi hả? Khoảng 20 năm về trước không? Ba mấy năm. Trời ơi. Tôi gặp tôi nữa. Vậy đó hả? Tôi là ba mấy tuổi rồi, 31. Mình mua hồi đó ông chưa gặp mình nữa hả? Dạ. Trời ơi. Ấy hồi đó mình còn con gái mình mua luôn hả? Con trai ông cắt lúa mướn chứ không phải mua người ta. Ông cắt lúa mướn mà mua được đất này luôn đó hả? Cắt hỗ cho, hai chồng hỗ cho mua. Vậy hả? Ừ,
vậy là quá hay rồi, còn đồ gì nữa, đúng là tay không mất cốp nha anh. Hả, ngờ các lúa mướn mà mua đất là quá siêu. Hồi đó cắt một công lúa như vậy là khoảng có một dạ gử lúa phải không? Ừ, một dạ gử lúa là khoảng 30 năm về trước là khoảng 15.000 cô bác mình biết. Sao? À, nó cũng thúi màu. Nó thúi màu luôn nhưng mà nó ngon, cho nên là ảnh không cắt nha bà con cô bác. Nếu như mà có thể mà bán được là ảnh cắt rồi đó. Anh Lộc, bán được là cắt đó. Dạ. Vậy là quanh năm luôn. Dạ. Quanh năm luôn là mình cứ bảy bữa cắt. Giá mít cao thì tiền nhiều. Dạ. Giá mít thấp thì tiền ít. Dạ. À, từng nào cũng có tiền hết, là dạ. hai vợ chồng mình là còn ở đây rồi còn ở trên kia nữa hết. 2 công 18 thước. 2 công 18 mét ha. Dạ. Dạ, chảnh mình trồng cũng khoảng 200-300 cây ha. 200 mấy ha. Dạ. 280 mấy cây. Ừ, đã ha. Vậy là ở đây 800, trên 200 nữa. Dạ. Là 1000. Là mình có nhiều đất là mình trồng. Mình trồng mít hết ha. Dạ. Dạ. Mít có giá này đỡ ha bà con cô bác. Trên hồi đó hai chồng hút cho, sao lại cái hai chồng hút cho đó má chưa cái liên hợp á. Dạ. Nó có đóng á, cái mua chứ gà 9 tấn đi hút. Hút hả? Hút rồi cái mua mới đất chảnh. Dạ, hút cho mà mua đất á ha. Quá hay. Nói chung ra thì mấy chị lớn lớn tuổi hồi đó hay lắm rồi con cô bác. Chứ còn như bây giờ mình làm sao mua nổi. Ờ, cỡ anh Lộc vậy mua mới nổi thôi chứ cỡ mình sao mua. Anh Lộc bây giờ ở đây là ai bán đất là anh mua đó. Lên giường sẵn là anh còn phái nữa. Có đâu mình đi, có đâu nữa. Tính bán miếng kia kìa, miếng bên kia kìa. Sao phải bán? Đổi về đây. Đổi về đây hả? Ừ. Bán bạn đổi nha. Đổi. Trời ơi. Bên kia là bên đâu anh? Tới Hòa Lạc bên. Hả? Tới bên Hòa Lạc bên. Ồ quá xa, bởi vì đổi phải rồi. Bên Hòa Lạc là bên Tân Châu hả? Bên Phú Tân hả Tân Châu? Nó thuộc Phú Tân hả Tân Châu? Phú Tân hay gì đó. À. Trên đó trên đi xuống thì Phú Long. Phú Tân thì ở trên. Phước Long nó huyện á. Ừ. Hòa Lạc là Phú Tân hay Tân Châu nhìn cũng quên đó con cô bác, tại vì bên bển xa, cách xa bên đây cho nên là không biết. Bên bển nhiêu? 10 công không? Ừ, bển nói chung miếng đất đó thì chung mấy đứa em. Vậy ha. Bán nó cũng 20. Cái gì? 20 công. 20 công hả? Ừ. Có miếng đất 20 công. Ừ. Trời ơi, đại gia đất nữa mà mình không biết bà con quá thôi. Có miếng đất đó. Thấy ốm ốm, người thấy ốm ốm vậy chứ không phải giỡn đâu. Ốm ốm nhưng mà ớn chứ không phải giỡn đâu. 20 công đất á. Ông anh á thì ổng không có thích ngồi trên xuồng. Cho nên là ổng ổng lội nước ông giống mít. Qua đường này nữa. Mỗi lần cắm mít là bắt ổng vớt vậy đó hả? Hư cây của ổng không? À. Trời ơi. Bởi vậy thường thường là anh ba nó gom không à, anh Lộc đánh gom không à. Đi cái vườn này cũng quải nha. Cả chục công đó. Lâu lắm rồi mới đi cầu khỉ nha. Được không? Cầu khỉ không có đi nha, đi ở trên cây bạch đằng á, đừng đi cầu khỉ, tại đi cầu khỉ nó gãy thiệt á. Ừ, đi trên cây bạch đằng á. Cái này bắt cây cầu bắt ngược nè, bắt ác bắt ngược nè. Được mà, bất, đi được mà, dễ bất đi. Bất ngờ là ác cái đời. Tại vì gì à? Cầu khỉ, cây này cầu khỉ bự á, chứ không phải như cầu dừa. Cầu dừa đó. Ừ. Cây này trái nó nhiều mà trái dài nữa ha. Dạ. 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 Dài đòn. Mỗi lần đi cắt mít vậy ham lắm mà con cô bác. Đã lắm. Ông cho tôi luyện vài trái cho nó khí thế coi. Luyện quả cao lắm. Cái này là duyên sức qua cầu nghe. Được chưa? Ủa như mình bắt mình coi là nói hay sao?
Dạ. Tôi người miền Tây vậy. Tôi người miền Tây. Dạ là lên. Vô YouTube á nha. Dạ. Dạ YouTube tôi người miền Tây. Là bữa sau là có chị liền. Bây giờ ổng đi qua bển nè, ổng đi ngược qua đây ha. Bây giờ mình cắt đi rồi mình luyện ngược về bên đây. Không. Hả? Đi luyện ngay đó đó. Luyện ngược về bên đây đi cho ổng đảo ngược lại. Không có. Yeah. Mình luyện ngược về đây cho ổng đảo ngược lại rồi. Luyện sát rồi đó cho ổng. Vậy đó ha. Hai nụ đó, chậu lại hai chiếc rồi. Dạ. Là không biết ảnh gì vô trời thôi. Vậy ha. Đây là thẳng rang luôn đó cô chú chị, đẹp luôn nè. Còn nhỏ quá, đó, cái chốt về chiếc cái nó giật mới sợ. Thẳng rang luôn ha. Đúng rồi. Chiếc còn chưa dám hết. Ờ, để cho bự gì mới chiếc ha. Ừ, ừ. Bị lớn gì mới chiếc nè. Lúc trước em mít rùa đỏ đó, em biết cái nhỏ vậy nè. Nhỏ vậy nè, em chiếc cái nó giật mới sẹo không. Dạ, nó bự. Bự được. Rút kinh nghiệm sau những lần thất bại nha bà con. Thì nói chung ra thì mình đi mình để học hỏi một vườn một chút á, người ta có một cái kỹ thuật khác nhau, nó có một cái hay khác nhau, cho nên là mình phải chịu khó mình học hỏi. Thứ hai nữa là mình học cái cách cắt mít, mai mốt rồi mình ra lái, mình làm lái rồi mình dành với Lộc, dành với đại gia đất Lộc. Thôi đừng có hả ra thời điểm này là muộn rồi. Muộn à? Anh ăn hết rồi à? Bây giờ em ra là em chỉ có con đường chết mà thôi phải không? Bây giờ chứ đây lá dữ lắm bà con cô bác ơi. Thời điểm này ra là thua. Thua rồi đó. Anh Lộc cũng bữa sống bữa chết rồi chứ đâu có sống hết đâu hả anh Lộc? Cũng có cử ăn cũng có cử thua phải không? Bây giờ lái là thứ nhất là phải có nhân công. Thứ hai là phải có xe nhà nữa bà con cô bác. Đúng rồi. Xe nhà đi mới có ăn chứ còn mà xe mướn là thua. Xe nhà là để góp đủ góp tiền đủ, xe. Đủ góp tiền xe đó hả? Ừ. Xe nhà mua góp á hả? Mua góp. Chốc quá. Mở khoe đất đây mà bây giờ đã rồi nói xe góp. Đất cái cũng thiếu nợ nè. Nợ xe không? Nợ xe góp không? Nợ xe góp. Nợ xe góp. Không có mít chợ rồi chị. Dạ. Bữa nay cũng còn 26.000. Rượu đỏ ha. Mini không nha. Lâu lâu dẫn bà con đi cắt mít mini bữa. Có bự có nhỏ chứ. Ừ, phải có bự có nhỏ, có lớn mới có nhỏ. Thì có nhỏ mới có lớn. Cũng như là trứng với trứng gà với con gà nào có trước ha. Đúng là mi đi trồng sau cũng lấy hết rồi bởi vì mấy thằng lính tôi á nó đi lòi mít à. Mà nó gặp mít của anh ba là nó mừng. Vậy à? Gặp mít của ông bé sáu hả, của anh bé sáu là bây giờ nó xách cái chánh nó nổi. Mà nó bể màu hết trơn à, bự nó bể hết trơn à. Gặp của anh ba mừng nha. Của anh ba khỏe. Vô mình cắt mít này, gặp mít bự mình ham, còn mấy thằng lòi ngộ. Mấy thằng lòi thì khóc hả? À? Ừ, khóc nói hết không nổi. Trái mười mấy ký, 17-18 ký. Đang sửa cái mít lại cho anh Nạc nói chuyện nó dễ nghe. Cái để đây nói tiếng được tiếng không. Đúng rồi, gan lắm. Con à. Anh coi quá. Anh coi hoài mà anh không nói chị á. Anh chuyện anh có coi mà anh không nói với chị. Anh phải nói với chị chứ. Chơi gì coi mình anh à. Thế ông này coi phim cũng coi mình anh không cho bà coi. Tên gì đó, nó ủa này này con có lọc mà trời. Ừ. Mày sao nó đổi tên trời. Ừ, nó đổi tên không. Nó tên đi học rồi tính tính. Quay cái đợt khảm rồi tôi thấy ông đi nó đi các ông quay đi cái đâu. Dạ dạ.
Mát không? Cái trưa này xuống dưới mát dữ rồi nha. Có gì bằng. Đã. Chắc tôi xuống tôi vớt mít nữa quá. Có gì bằng hả? À? Mini á, mít mini. Theo theo cái kinh nghiệm cắt mít ăn mít của anh đó là trái bự với trái nhỏ, trái nào ngon hả? Trái nhỏ ngon hơn. Trái nhỏ ngon hơn. Mấy trái mít Thái này nó ăn lựa cái trái gai nhím. Ừ, gai nhím. Và xanh. À. Là ngon nhất. Tất nhiên là nó rẻ thật ha. Cỡ tầm 6 kg. À. 5 kg mấy 6 kg rồi. Vậy ha. Mà ăn mít này mà ăn trái bự gì không khi nào ngon. Ừ, xong ngộ hả? À? Ừ. Nhưng mà mít mít ruột đỏ thì nó khác không? Mít ruột đỏ nó ngọt không? Mít ruột đỏ ăn cái trái mà lựa cái trái nó ăn là cái tầm nhỏ ăn cũng ngon nữa. Yeah. Là ngon đều hết đó hả? Ngon đều hết. Bự nhỏ thì cũng ngon hết không? Ừ, còn nhỏ trái nữa muối nữa cũng ngon đẹp. Còn cái này là phải gai nhím dẻ thịt là lụm không? Ừ. Còn Trung Quốc thì là ăn trái bự. Đúng rồi, trái bự mà phải đẹp nữa. Ừ. Muối bự. Thật sự ra nó không ngon. Mình cũng thấy vậy đó cô chú anh chị. Đôi khi cái trái nhỏ mình cắt xuống nó chín á, mình ăn nó ngon lắm. Còn những trái bự mình đôi khi nó bự nó nở rồi nó xốp á, nó không được ngon gì mấy. Được không? Qua được không? Đi được không? Không được đảo vòng. Đi được không mà với phim. Sao? Đi qua cây cầu dừa. Cầu này là cầu Quệt Đàn. Vậy hả? Làm mấy cái tay vịnh luôn hả? Cầu tre lâu ngày quá gãy hết rồi. Bình Đàn này là Bình Đàn nhà hay sao? À, bà cho ha, bà cho làm được. Chứ còn mình muốn làm, mình làm luôn bê tông đi. Này thúi rồi cắt xuống đi. Thúi luôn hả? Ô thúi. Thúi nguyên trái luôn rồi bà con cô bác ơi. Uống nhóc chỗ này đỡ. Bữa nay đỡ. Bữa nay đỡ xuống muối rồi đó. Thành ra nó đỡ. Này, những trái anh Lộc nói đây, những trái này là những trái gai nhím mà xanh nhìn. Cắt ra ăn cái muối nó ngọt lắm. Trái này cuốn hơi cắt luôn nha chị ba. Thúi dữ vậy? Cuốn thì thúi nữa hả? Thúi nữa anh ta. Chín luôn rồi, mấy thơm luôn. Ăn ngon rồi. Ngon hả? Rồi, thơm luôn rồi, thơm luôn rồi. Chín chưa Lộc? Chín rồi. Chín luôn rồi hả? Để hồi vô lấy ăn thử ra. Đây, xin bà chị trái này hay cô chú chị để ăn thử làm sao? Còn mấy clip nữa? 3 clip nữa. Clip này còn 2 clip nữa hả? Ừ, nhiều clip quá ha. Dạ. Ăn mua mấy trái đó đó. Cái mít này là luyện xuống. Luyện xuống đơn giản quá anh Lộc. Cái đợt bán về Long Xuyên bán cho chị của Hậu á. Ha. Không có lựa trái bự. Vậy ha. Ừ, bán cho dân thành phố mà ta ghé xe đã. Ừ. Gì không nè? Ừ. Muối đỏ. Mà bán đắt dữ dằn, bán ngàn tấn mấy hay tấn luôn. À. Mà cái đợt từ ngày Covid là rồi là ngưng tới giờ. Mất tới giờ luôn đó hả? Đấy luôn. Trước bán. Bán đã luôn. Ờ, là mít của em là vô mít chợ là nhiều lấy cũng hết. Ừ. Dân Sài Gòn đi du lịch ngang là lụm hết ha. Vì vậy, ngay cái xếp bà Lý, ngay chân chỗ cái cầu xếp bà Lý đó, qua đó chút xíu là cái nhà chị Hậu đó. À. Bán rồi đó bán đắt. Quay lại cái đợt Covid rồi gọi luôn. Chậm luôn ha, chậm từ ngày đó ha. Nghỉ bán luôn tới giờ. Covid vậy chứ. Trước cũng lên chợ. Không quá. Mít này thật lên thơm đó bà con cô bác. Ôm cái trái này theo luôn. Để nãy mình ăn mít này thử so với trái mít ruột đỏ coi nó như thế nào ha. Nó ngọt, cái đậu ngọt. Còn kia nó đủ thơm. Cái kia nó thơm mà nó ngọt nó không? Thơm nó ngọt. Còn cái này thì trái trúng, trái chặt. Cái trúng trái đậu ngon, nó ngon dữ lắm. Cái hậu này là cái hậu chua. Cái hậu nó chua. Ừ.
cây này có trái nào không? Chưa. Chưa hả? Chưa. 2, 4, 6. 2, 4, 2, 4, 6. Đá như gãy cái cây. Cây này trái còn ghê gớm nữa nè. 2, 4, 6, 8, 9 trái rồi bà con cô bác. Không có trái nào giả hết hả Lộc? Chưa. Trái dưới đất này chưa luôn hả? Chưa luôn. Chưa luôn. Trái dưới đất này chưa luôn. Không có. Chưa có trái nào giả nè cô chú anh chị. Cái bánh này nó đeo của này là nó nuôi vài con này là cũng dữ lắm đó nha. Dạ. Xong rồi đó hả Lộc? Xong rồi đó. Xong hết rồi đó phải không? Ừ. Dạ thì bây giờ tới cái khâu rất là quan trọng nha cô chú anh chị. Phải nói là rất rất là quan trọng luôn. Là cái khâu là tính đèn. cái trái mít nãy ôm đi đâu tại? Trái mít nãy ôm đi đâu rồi? Trái mít chính nãy hả? Đây nè hả? Trời ơi. Hai ông này gần gần lấy trái mít của tụi tuốt tự. À, thì bây giờ là vớt được một xuồng nè bà con cô bác. Một xuồng luôn nha. Bự có, nhỏ có nha. Tới đây á hả? Một xuồng luôn nè. Đẹp không? Đẹp không? Đây liền lên đây luôn hả? Nè Lộc ơi. Trả à. Trái này mình quất luôn anh Lộc. Dao quất luôn đi. Nó khẩm sắp chìm luôn rồi kìa. Không khéo là chìm luôn á. Vậy là làm sao ngồi được? Ngồi vậy đó hả? Ngồi cầu. Cái đó cây cầu đó hả? Có cây cầu ha. Bắt đầu lên luôn. Cắt luôn hả Lộc? Ừ. Cắt luôn hả? Xẻ cho mít luôn phải không? Chả trái mít luôn. Thử coi thế nào. Anh Lộc anh giới thiệu cái trái nhỏ này là ngon dữ lắm đó. Để ăn so với cái trái mít Thái như thế nào. Mít lụa đỏ như thế nào nha. Ồ ngon thiệt ta. Nè. Ăn nó ngọt gắt luôn á. Em ơi. Ngon nè. Sao muối vậy? Đã vậy hả? Muối vậy mò muối luôn nha. Ngát chưa. Ăn nó ngọt cái đường. Trái nhỏ chứ nó ngon nha. Thấy vậy nhỏ, muối nó ngon ha. Muối nó dày nó ngon ha. Nhỏ có bự có đầy đủ hết à. Cái này là coi như là gọt mít nghề luôn đó bà con cô bác. Bữa đó mình cũng gọt một cái nó quất vô cái tay nè. Vô tay luôn hả? Cái bao dầu báo tôi không á. Dạ. Bén mà. Một tầng lấy nó mới lành được á. Dạ. Ừ. Giặt vậy nè. Giặt này đứt nè cầm vậy nè. Nó hốt vô luôn này luôn. Khéo khéo. Đấy vậy. Dao kia nó lóc cùi này dễ hơn cái dao này. Dao này nó cứng hơn. Dao mềm lóc dễ hơn hả? Cũng giống chim môn quá chứ. Cái này là mình bán mít chợ được rồi đó anh Lộc. Được. Được, lóc vậy là bán mít chợ ngon lành luôn đó quý. Có thất nghiệp đi bán luôn. Bán mới về qua cắt mít. Bán mới về luôn qua cắt mít luôn hả? Có kinh nghiệm hả? Đó đi bán lại nữa vậy. Thường thường bán ở đâu anh Lộc mà mấy hôm nay nói ghê ở đâu? Đi Phú Quốc. Đi Phú Quốc. Chợ đầu mối Phú Quốc. Bán mà anh bán hộp không à? Bán hộp luôn hả? Ừ. Thiệt luôn vậy hả? Thiệt luôn dốc vậy. Trời ơi, nãy giờ tôi tưởng đâu mấy hôm nay nói chơi giờ nói thiệt luôn á. Bánh à, giờ không cho đi. Giờ không cho đi ha. Đi nhà ai cắt mít. Xẻ đi. Bẻ ra, bẻ ra coi, bẻ ra coi đẹp ơi. Đó, cũng chuyên môn rất là cao nha cô chú chị. Ồ, như vậy là chứng tỏ là rõ ràng là có đi Phú Quốc bóng mít. Ồ, đã nè trời. Nè nè, em mời bà chị. Đây, mời bà chị ăn miếng à. Đó, mời cả nhà nha, ăn mít anh Lộc anh cắt nha. Đây, đây, làm miếng coi. Ôi, ăn ngồi miệng ăn không được không? Vậy hả, nãy ăn mít ruột đỏ, bây giờ không chơi mít này phải không? Bởi vậy có mớ nó cũ nha. Có mớ nó cũ nha. Thử miếng rồi bà con cô bác. Coi nó bằng là mít ruột đỏ không? Ngọt đó. Ngọt chứ. Ngọt mà thơm lắm. Ngon là chứ. Ngon. Thơm. Ông anh ba anh ăn là anh không khi nào anh lựa trái bự. Vậy ha. Rồi. Không ngon quá ngon Lộc ơi. Không, tủ lạnh khác, tại vườn khác à. Lộc, làm miếng đi. Tại vì nó ngán chứ không vậy? Ngán. Dội. Ngon mắm. Muốn mít càng khè. Giòn luôn phải không? Mít này vừa chín tới. Vừa chín tới luôn. Gặp trẻ muốn mít đẹp vậy nữa là quá ngon. Được rồi anh. Anh ơi.
Ăn mít nè anh. Không la đụng. Không lên, tao đang giớt mít rồi nghe, kêu tao hồi tao quýnh gắt chịu à. Không mà đã thiệt chứ. Nè. Giòn. Giòn. Cho đúng. Anh ký sườn bò với chai rượu đế là phải. Cái dung dăng dung vẻ bà con cô chú. Thích ăn cái sơ gì nè. Ừ, sơ đúng không? Ừ. Không thấy nó sơ mình biểu ăn muối mà nó về sơ. Ừ. Sơ này. Cái mít cuông Mã Lai á, ăn cái sơ ngon. Sơ ngon hơn. Ừ. Mã Lai ăn ngon hơn cái sơ. Sơ đỏ ha. Cũng sơ vậy đó, nên cắt ra hết ăn xào dầu ngon. Thử tỏi rồi bởi vì làm cái gì ăn cái đó là phải à. Không lợi mít như ý không? Ừ. Đã ha. Quê ông chủ vườn mít. Đã ha. Anh nãy giờ ông đẹp trai dữ lắm rồi. Lên ăn mít đi anh ơi, bỏ thí đi. Mít trúng gì đó lòi. Lòi xuồng nữa. Đã. Tới cái cô cho là cân đây. Mít. Là phải bắt mít đồ nữa nha cô chú anh chị. Ừ. Qua cử chưa? Đây, sắp qua cử chưa? Bữa nay rồi. Rồi đó. Bữa cũng làm gì không? Chứ dạ. Bữa rồi. Ừ. Mẹ cái giặt này vuông đất lưng nó. Cái thằng cuộn nó bị lủng không mấy giá rồi đó má. Nó ngon quá. Cho bây giờ là anh Lộc sẽ tuyển mít ra rồi cắn mít nghe bà con cô bác. Anh Lộc là đang bắt mít luôn. Sợp. Trái đó lấy luôn, quen biết không mà lấy luôn đi. 58. Thôi tôi tặng. Tặng trái đó nữa. Ừ. Ngon như trái này không? Ngon. Hả? Ngon thì thiệt không nổi. Tại ơi đó ta đưa cho ông. Cái gì đó hả? Thêm trái đó nữa ha. Trái này quá ngon bà con cô bác. Hả ha. 61. Cua bà 2. Toàn bộ đó là chợ hết rồi hả? Trái đó của anh Nhất á. Mới đóng mít mới được một trái Nhất bà con cô bác à. Chưa mà mới mấy trái hả? Nhất cũng ít có nhì. Tiền nhưng mà nhì cũng tiền khi mà giá cả nó bằng nhau thì mình thấy nó cũng vậy. Cho nên là vợ chồng anh chị là ra bao nhiêu là để hết bao nhiêu. Tính ra cũng vậy hết Lộc. Trời đó đi, mình lấy trái này. Trời, tới trái khác nữa hả? Ừ, cái này thôi ông nội ăn gì nổi mà cứ cho. Trái ngon. Còn miếng chà bá à. Lên hào cho đó đủ C lấy C. Mấy ông cắt mít này mấy ông ngán vô nên là mấy ông không có ăn nữa bà con cô bác. Thì bỏ nó luôn. Thì hết đống mít này luôn đó không? Độ khoảng nhiêu anh Lộc? Hết đống mít mà mình độ khoảng nhiêu ký không? Cái xuồng của anh như anh ba. Xuồng cỡ nhiêu ký? 500 ngoài 600 vậy. Xuồng nếu mà chở tổng thì cỡ 500 trở lại à. 500 ha. Vậy là khoảng 500 ký nghe bà con cô bác. Thì để anh Lộc ảnh bắt mít. À, thì giá thì lúc nãy anh Lộc cũng đã có chia sẻ rồi đó cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 22 ha. Dạ. Này, toàn bộ đống mít đây, đã xong một cái vườn. Dạ thì video của Thái đến đây cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Xin cảm ơn quý ông bà cô chú cùng với anh chị và quý khán giả đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú nha. Chào Lộc ơi, đừng buồn. Chào. 23. 23.